Trong quả sung thì chứa hàm lượng chất xơ rất là cao nên nó có tác dụng giảm sự tích tụ mỡ trong cơ thể. Từ xưa thì quả sung đã được dùng để tăng cường tiêu hóa. Quả sung phơi khô thì cũng có tác dụng giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ điều trị bệnh đại tràng, bệnh kém tiêu hóa. Trong quả sung có chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa. Chính những hoạt chất này thì đã góp phần ngăn chặn sự phát triển của ung thư, kiềm chế sự phát triển của các khối u. Từ xa xưa thì người ta đã biết sử dụng quả sung là một vị thuốc để điều trị chứng lòi gom, trĩ ngoại, trĩ nội. Ngày nay thì do lối sống thời hiện đại mà rất là nhiều người mắc bệnh trĩ, sử dụng quả sung khô được xem là một giải pháp tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh trĩ nội và trĩ ngoại. Quả sung có tính hoạt huyết, giúp tăng cường lưu thông máu. Chính vì vậy mà sử dụng quả sung thì sẽ giúp bạn điều trị những bệnh về đau nhức xương khớp do khí huyết lưu thông kém, biểu hiện là đau mỏi lưng sau khi ngủ dậy, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, vân vân. Trong quả sung khô thì có chứa hàm lượng canxi khá cao, chiếm khoảng 3%. Bởi vậy khi sử dụng quả sung khô hàng ngày thì rất là có lợi ích cho hệ xương khớp của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về quả sung khô thì bạn có thể gọi vào số là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.